Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về kết nối màn hình HDMI Delta Delta và BUC FX qua cái cạc 485BD cái cạc này ha. Và cái mã của model của mình là không có cổng internet và nó là một cái HDMI DOB 110CS loại 10 inch ha, và nó sẽ có hai cái cổng cơm vật lý và nó không có cổng internet ha. Thì con này nó không có cổng internet và đó là mình kết nối qua cổng 455, và thay vì là mình kết nối qua cổng vì mình kết nối qua cổng RS422 như bình thường thì mình kết nối qua cổng 455 này ha. Thì vì cái nhu cầu mình sử dụng nó với mục đích khác cho nên là chúng ta buộc phải sử dụng cổng 455. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn cho các bạn làm cái trường hợp này. Và đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một cái cạc 455 và ta sẽ đấu nối theo cái cạc 455 là cứ cực A thì đấu vào A, B vào đấu vào B ha. Và chúng ta sẽ đấu thành hai dây như thế này. Và chúng ta cũng sẽ chuẩn bị một cái đầu jack để cắm vào cổng COM 2 ở trong màn hình. Thì trước tiên ta sẽ mở cái tài liệu của cái màn hình lên. Vần HDMI Delta thì chúng ta mở cái màn hình của nó lên là DOB 110CS ha. Thì cái màn hình này nó có hai cổng COM 485, có hai cổng 485 là cổng COM 2 và cổng COM 3. Thì cái sơ đồ của cổng COM 2 á nó sẽ là chân số 1 và chân số 6. Thì bây giờ mình đã hàn một cái jack để cắm vô cổng COM 2 là hàn cái chân số 1 và chân số 6 rồi ha. Thì mình sẽ trước khi cắm thì mình sẽ đấu nối nó qua cái phần A là chân số 1. Một là A đúng không? Mình sẽ đấu nối vào cực A của BUC. Đây ha. Mình đấu vào. Chưa bật điện BUC nên là cứ vô tư. Và thậm chí có bật đi nữa thì cái này nó cũng không có giật ha. Không có giật điện nên là mình cũng không có sợ. Rồi. Sau khi đấu thì đỡ cắt nó ra thôi, không có đỡ chặt vào nhau, không cần quấn mi keo đâu. Rồi mình bỏ nó ra ngoài và mình sẽ cắm vào. Rồi sau khi cắm vào thì đỡ mà cho dễ nhìn thì chúng ta sẽ kê nó lên ha. Rồi thì bây giờ nó đang không kết nối được, ta đã không kết nối được, cái màn hình nó hơi chóa vô cái đèn ha, không sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cái con BUC lên, thì chúng ta sẽ lập trình vào BUC. Thì chúng ta có thể làm một cái BUC viết chương trình, nó một cái chương trình đơn giản ha. Trời biết bao u ha. Rồi mình viết một chương trình đơn giản là DDM8013 đi ha, AOI0, và cứ nó ao on off on off Y0 thôi. Và LDBM8011INCB ha. DINC0D0 này ha. Rồi một cái chương trình đơn giản như vậy thôi, nó sẽ đếm cho thanh ghi D0. Và chúng ta sẽ phải vào đây lưu ý khai báo ở trong này. Kích hoạt cái cạc này lên, chọn này, chọn cái này thì các bạn chọn cái nào cũng được ha. Mình chọn tốc độ cao một xíu, 19.200.
Rồi. Chọn tab 455, chọn checksum và cái này mình chọn 4. Cái này thì chúng ta có thể để mặc định. Check. Ok. Rồi, sau đó chúng ta write vào VLC ha. Rồi, VLC sau khi write vào á thì nó sẽ bật tách, tuy nhiên nó chưa kích hoạt cái ngõ ra này đâu. Chúng ta tách nguồn mở lại, tách nguồn cho VLC và mở lại để nó kích hoạt cái chế độ 455 trên cái cổng này. Rồi sau khi nó đã được kích hoạt rồi thì đèn nó cũng chưa sáng, chúng ta sẽ mở một cái màn hình lên, mở cái phần mềm của màn hình HMI lên. À, chúng ta tạo một dự án mới, chọn chúng ta chọn com 2 ha, Arcadio, chọn dự án mới, chúng ta chọn sai rồi, chọn con này là CS110CS ha, thì nó sẽ khác, nó không có ống internet này. Rồi và chúng ta sẽ chọn cái com 2 là ở bên đây, chúng ta chế độ 1 và 6 thì sẽ là com 2 ha. 455 ở cổng com 2 và chúng ta sẽ phải khai báo là ở com 2. Và chỗ này Mitsu. Chỗ này chọn là các bạn nhớ chọn FX3 computer link nha, phải chọn cái này. Chọn chứ chọn FX3U nó không chạy được đâu. Chọn 8 bit nè. 1 bit nè, nên nè 19200 nè. Và như vậy là ok rồi. Và finish. Rồi ở đây mình sẽ tạo một cái biến indicator bự đi ha, và chọn là y0. Cái test của nó mình sẽ chọn là up ở chế độ bình 0 ha, và cho cái chữ nó bự lên 0, và bình 1 là sẽ bằng on. À, cái màu on thì đỡ màu trắng đi ha. Rồi sau đó kéo nó to ra xíu. Rồi kéo đây. Chọn thêm một cái biến là data nữa ha. Để không, và chọn là double word 10 và cái test bự xíu. Vẫn còn nhỏ ha. Này hơi to quá. Chọn cái test 128. Rồi ok. Và cái này mình chọn nó dịch gì bên trái được, nó không có giật giật cái màn hình mình dở xem hơn ha. Bên phải chứ, nó dồn nhiều thế bên phải. Rồi, mình sẽ write xuống ha. Đó, như vậy là chúng ta đã kết nối xong ha. Rồi chúng ta cũng có thể làm một cái nút, thêm một cái nút để mà bật tắt ha, để mình kiểm tra nó ok hay không ok á. Và một cái nút, ví dụ như nút ở đây đi ha, nút là start và stop ha, bự. Rồi cái này chưa có địa chỉ, mình để nó lại M0 ha, và đọc giá trị nó lại M0 luôn ha. Rồi ở bên BBC thì mình có thể online luôn, trực tiếp luôn, mình sửa vào đây luôn, là mình cắt hàng này ra,
mình cho lùi lại xíu và chọn M0 để kích hoạt ha. Và trên BLC cũng như là ở dưới mình có thể dùng mình biết là M0 để mà on hoặc off nó ha. Đó. Bình thường ha. Rồi, chúc các bạn thành công. Nếu mà làm theo video mình thì chắc chắn sẽ được ha. Cảm ơn các bạn đã xem video và ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye bye.